đây là cái cửa hàng vật tư nông nghiệp Tùng Lan ở thị trấn Thới Lai, quận thành phố Cần Thơ. Thị trấn Thới Lai của huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Ở đây thì có bán rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật và phân bón để nuôi trồng. Đây là cái bảng giá phân thuốc, bảng niêm yết giá phân. Ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, số điện thoại là 0902 615 115. Tùng Lan ngay ở dưới nước cầu. Chúc em năm mới may mắn phát tài, giúp cho bà con nông dân được mùa bội thu.